Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một dự án có tên là Liren nhận tập cần LFPK các bạn. Thì để tham gia dự án này các bạn click phần link mô tả dưới video mình sẽ làm start chatbot nào. Rồi bạn bấm reset để lướt cấp trang các bạn. 2V đang làm cái video thứ nó bị lỗi thuốc. V mất làm lại cho các bạn. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group nữa các bạn. Rồi bạn mới đắp lên nè. Rồi bạn join tiếp kênh seller nè. Rồi bạn mới đắp lên nè. Tiếp tục follow Twitter nè. Trên Twitter thì bạn theo dõi nha các bạn. Sau đó bạn mới đắp lên nè. Rồi các bạn vô đây like và retweet post nha các bạn. Trên Twitter thích. Rồi bạn trích dẫn như tweet nè các bạn. Các bạn ghi một hai câu đại đi các bạn. Rồi bạn tweet lại các bạn. Giờ mình đã tweet rồi. Hoặc là tan dạy người bạn mình vào các bạn. Sau đó thì các bạn subscribe kênh share YouTube nữa nè. Do Discord làm sao các bạn. Rồi bạn đăng ký nha các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn bắt đắp đây nè. Do fanpage Facebook nè. Rồi trên fanpage Facebook thì bạn bấm thích nha các bạn. Theo dõi luôn. Rồi các bạn theo dõi xong bạn bắt đắp lại nè. Tiếp tục join fanpage nữa nè. Join fanpage group Facebook nè. Câu này làm trên Facebook nhiều ta. Rồi các bạn tham gia nhóm nó luôn các bạn. Rồi các bạn xuống đây nè. Các bạn like nè, bài nó luôn nè. Chia sẻ luôn nè. Rồi bạn bắt đắp lên nè. Tiếp tục follow. Subscribe. Rồi trên đây thì các bạn địa chỉ email của mình vào các bạn. Rồi bạn subscribe. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục follow minimum nè. Được rồi. Trên email phải các bạn chờ minimum lock ổn định rồi các bạn. Vì trang minimum này lock nặng lắm. Rồi trên minimum bạn follow luôn nè. Rồi bạn bắt up lên nè. Tiếp tục bấm down nè. Rồi các bạn điền lựa username Telegram mình thì các bạn mở ra bên gạch vào setting bên cùng mà. Các bạn điền lựa username mình nha các bạn. Các bạn nhấp vào bên gạch vào setting copy username mình account mình 361 362. Ba số 1, 3 số 2 các bạn. Rồi bạn gửi cho bot các bạn. Sau đó username Discord. Trời ơi, mình đã quên join Discord rồi ta. Các bạn join vào Discord nha ta các bạn. Rồi nha các bạn, tiếp tục thì các bạn join Discord nghe nữa các bạn. Đâu Discord rồi ta. Rồi các bạn join sao các bạn. Vì Discord này nó làm mình chậm quá nên mình nay mình bỏ qua luôn. Rồi trên Discord thì bạn chấp nhận lời mời nha các bạn. Trên Discord thì các bạn bấm vào mục hoàn thành nè các bạn. Rồi các bạn lướt xuống đây các bạn chấp nhận điều khoản nè. Rồi bạn bấm gỡ nè. Rồi sau đó thì các bạn lướt xuống đây các bạn chọn quốc gia Việt Nam giúp mình nha các bạn. Khoan các bạn. Indonesia, Hồng Kông, Việt Nam. Rồi các bạn chat một câu đi các bạn. Root, Adobe. Khoan các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi bấm Enter. Rồi sau đó các bạn copy cái username mình chỗ này nè các bạn. Chứ phần link mô tả mình nè. Ê dưới đây nè, dưới trang ảnh avatar mình nè, mình nó lộn qua lời hoài. Rồi bạn bắt đắp lên nha bạn. Mình chạy dựng bot cũ mình kìa. Rồi bạn dán cái username Discord mình vào đây nha bạn. Rồi các bạn bỏ này đi các bạn. Rồi các bạn dán vào. Sau đó các bạn send username. Sorry các bạn gì copy username Discord mình tiếp tục nè. Các bạn gõ vào khóa cộng nữa các bạn.
Rồi tiếp tục submit đường link username Facebook mình nha các bạn. Cái con này nó xàm gì đâu, nó không để đường link Facebook sao mình đấy. Rồi các bạn qua đây nè, các bạn nhấp vào fanpage nè, các bạn mở Facebook của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp ảnh avatar của mình nè, nhấp vào ba cạnh cùng nè, các bạn sao chép đường link Facebook mình nha các bạn. Tự nhiên nó tắt mấy cái hashtag hết trơn rồi, bỏ gì khó lắm. Các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi các bạn bỏ từ chữ chú hoạch này đi. Trên Facebook các bạn nhớ tạo username cho mình nha các bạn. Tạo username rất là đơn giản luôn. Rồi các bạn thêm mã công đầu tiên nha các bạn. Để cho bot nè. Submit email nè. Rồi tiếp tục submit username minimum nè. Thì các bạn điền username minimum mình vào nè các bạn. Thì mình đã hướng dẫn các bạn lấy username minimum luôn nè. Thì các bạn nhấp vào minimum nè. Đầu ta. Rồi các bạn nhấp vào ảnh avatar của mình nha bạn. Thì username mình chỗ này nè các bạn. A cộng ảnh nhân quỳnh 5991. Rồi các bạn sao chép lại các bạn. Xây dựng bot này cũ của nãy cái. Rồi thêm mà cộng đầu tiên. Ui ta ơi. A cộng sao nó nhảy hoài không biết. Rồi mình gửi cho bot nè. Tiếp tục mình gửi địa chỉ BNB Smartchain Bet20 trên YouTube Collect cho mình nha các bạn. Hết chưa làm cái video là 10 phút. Mình sao chép địa chỉ ví mình lên nè. Gửi lại cho bot nè. Rồi sau đó mình bấm vào account để cập nhật tài khoản mình nha các bạn. Rồi các bạn gì lấy đường dép mình chia sẻ cho ông bè và người thân để kiếm tài khoản các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo của mình nhé.